mạng Layer 2 phổ biến Polygon đã chính thức hoàn thành việc mở khóa cuối cùng cho token Matic. Sau động thái gần đây của Circle liên quan đến việc ngừng hỗ trợ USDC trên mạng Tron, phía đối thủ Tether cũng đang có những úp mở về một kế hoạch tương tự. Đã có hơn 269.000 Pi đã được stake trên Pi Bridge app khi các sự kiện quan trọng như Pi Day đang đến rất gần. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Mạng Layer 2 phổ biến Solana đã chính thức hoàn thành việc cấp quyền cuối cùng cho token gốc Matic và phát hành toàn bộ nguồn cung ra thị trường. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với mạng khi nó chuyển sang Polygon 2.0, một phiên bản mới của hệ sinh thái và token của mạng. Theo Etherscan, hợp đồng trao quyền của Polygon đã chuyển 273 triệu Matic trị giá khoảng 253 triệu đô la cho Matic Foundation vào tối ngày 21 tháng 2 năm 2024. Đây là sự kiện trao quyền cuối cùng và toàn bộ nguồn cung Matic hiện đã được lưu hành đầy đủ. Được biết, tổng nguồn cung của Matic là 10 tỷ token và vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 8,6 tỷ đô la. Theo đề xuất, Matic sẽ được đổi tên thành Pol và trở thành loại tiền tệ chung của toàn bộ hệ sinh thái Polygon. Lộ trình chuyển đổi token từ Matic sang Pol dự kiến sẽ kéo dài trong 4 năm. Giá của Matic tăng nhẹ lên 1 đô la trước thời điểm mở khóa, nhưng sau đó giảm xuống 0,94 đô la sau khi có thông báo chính thức điều chỉnh 6% trong 24 giờ. Sau động thái gần đây của Circle liên quan đến việc ngừng hỗ trợ USDC trên mạng Tron, phía đối thủ Tether được cho là cũng đang có những úp mở về một kế hoạch tương tự. CEO Tether Paolo Adorno đưa ra câu trả lời dứt khoát về việc liệu họ có ngừng hỗ trợ USDT trên mạng Tron hay không. Nhưng phía Tether cho biết, trong một tuyên bố khi được yêu cầu bình luận về động thái của Circle, rằng USDT được phát hành trên một số blockchain, đơn giản là các layer vận chuyển cho những token đó. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Tether duy trì khả năng đóng băng các giao dịch trên từng layer vận chuyển được hỗ trợ trực tiếp để hoàn thành nhiệm vụ tuân thủ của mình. Tuy nhiên, Tether tích cực giám sát sự an toàn để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất cho cộng đồng của mình. Theo một báo cáo, mạng Tron hiện nắm giữ hơn 51,8 tỷ USDT, hơn một nửa trong số gần 101 tỷ USDT được phát hành trên nhiều blockchain. Một cố vấn cho Tổng thống Nigeria được cho là đã kêu gọi lệnh cấm Binance, KuCoin và các nền tảng giao dịch khác ở nước này. Trong một động thái quan trọng, Bayo Onanuga, cố vấn về thông tin và chiến lược của Tổng thống Bola Tinubu đã cáo buộc rằng các nền tảng như Binance đã thao túng đồng tiền pháp định của đất nước, tức đồng Naira của Nigeria, góp phần vào sự sụt giảm liên tục của đồng tiền này trên thị trường ngoại hối. Cố vấn Tổng thống đã cho rằng người Nigeria không yêu nước khi giao dịch trên nền tảng Binance. Onanuga kêu gọi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nigeria nhanh chóng dừng hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử ở trong nước. Ông cũng đề cập thêm rằng Binance đang được giám sát theo quy định ở một số quốc gia và không được cấp quyền xác định giá trị của đồng Naira trên nền tảng trao đổi tiền điện tử của mình. Trước tình hình căng thẳng này, phía Binance đã lên tiếng giải thích trong một email gửi tới người dùng, cho biết họ đã nắm rõ câu chuyện và làm rõ rằng vấn đề chỉ ảnh hưởng đến nền tảng trực tuyến và ứng dụng Binance vẫn hoạt động. Sàn giao dịch đảm bảo với người dùng rằng họ đang tích cực tham gia với các cơ quan quản lý để thúc đẩy một cuộc đối thoại cởi mở, minh bạch trong nước. Trong bối cảnh sức nóng xung quanh sự kiện P-Day 14 tháng 3 đang lên cao trào, cùng với những tín hiệu tích cực về Open Mainnet, các Pioneer được cho là đang đẩy mạnh việc tham gia kiếm lợi nhuận từ Pcoin thông qua các pool stake hấp dẫn trên P-Bridge. Khi Pcoin ngày càng khan hiếm, thay vì lock số Pi đã đào được để gia tăng tốc độ đào, nhiều Pioneer đã chọn cách dùng số Pi đang nhàn rỗi của mình để stake tại P-Bridge và nhận về lãi suất lên đến 12%. Theo dữ liệu thống kê được từ app P-Bridge, tính đến chiều nay đã có đến 269.000 Pcoin đã được stake thông qua 8 pool lớn trên nền tảng. Đây cũng được xem là một trong những tính năng được ưa chuộng tại P-Bridge, đặc biệt là khi nền tảng này cung cấp đa dạng các gói stake để các Pioneer dễ dàng lựa chọn. Cùng với chính sách trả Pi nhanh gọn, với các Pioneer có thể nạp rút ngay lập tức số Pcoin đã được stake sau khi thời hạn đã chọn kết thúc. Mặc dù giá trị thực sự của Pcoin vẫn còn là một ẩn số, song việc quyết định đầu tư Pi thông qua những hình thức như stake vẫn được các Pioneer ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là khi sự kiện quan trọng như Pi Day đang đến rất gần. Token Link của Chainlink đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng hơn 175% sau loạt động thái từ các cá voi.
Dữ liệu từ Into the Block đã chỉ ra rằng các giao dịch lớn là những giao dịch chuyển trị giá hơn $100,000. Khối lượng giao dịch của Chainlink đã ghi nhận mức tăng 175,28% lên tổng số $338.96 triệu trong 24 giờ qua. Con số này đã tăng lên đột biến từ 6,17 triệu LINK vào ngày 19 tháng 2 lên 17,65 triệu LINK vào ngày 20 tháng 2. Bối cảnh này ám chỉ hoạt động sôi nổi của các cá voi giao dịch trong một ngày nhất định. Khối lượng giao dịch lớn tăng đột biến cũng thường cho thấy hoạt động mua hoặc bán cao của các tổ chức. Một báo cáo gần đây từ Whale Alert cũng chỉ ra rằng một ví cá voi không xác định đã chuyển 4.314.062 LINK trị giá 79.065.694 đô la sang một ví không xác định. Ngoài ra, 2.402.942 LINK trị giá 46.491.692 đô la cũng đã được chuyển từ sàn BlockFi sang một ví không xác định. Tính đến chiều nay, LINK đang giao dịch tại $18.7, tăng hơn 1.7% trong ngày theo dữ liệu từ CoinGecko. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là $2.072 tỷ, tăng 1.4% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại $51.556, tăng 1.1% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại $2.983, tăng 2.7% giá trị. Binance Coin giao dịch tại $381. CryptoVan xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.